Các bạn lại là mình đây. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn những cách tô mò, những chọn loại mò sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Mình sẽ tiếp tục đi tô mò. Thế thật đi anh gậy. Ôi màu đỏ đâu? Đi. Ngã rồi. Đâu anh quay mà kệ cái đẻ này em được. Chơi tô màu xong các bạn. Hello tất cả các bạn, lại là mình đây.
Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn những cách tô mò, những chọn loại mò sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô mò nha các bạn nha. Hả? Kê cái gì? Chơi cái bàn à? Đi ra luôn đi. Nếu đi. Đấy, ba thì vào. Cái đấy bỏ, cái đấy bỏ, cái đấy bỏ.
không?